Hello mọi người, hôm nay mình có một loại cây xinh lắm này, để trong cái chậu ốc luôn nha. Cây này là cây hạt dưa. Thì cây hạt dưa leo này thì thường là phù hợp để trồng trong nhà nè, trồng trong chậu treo như thế này để có thể tô điểm cho những cái chôn điểm cho cái ngôi nhà của mình, cho ban công nhỏ xinh này thêm phần sống động hơn này. Rất đẹp. Trong các loại dây leo ấy thì các bạn có thể thấy là trồng cây hạt dưa là một trong những lựa chọn phù hợp cho cái ngôi nhà hay là cho cái khu vườn của mình. Vì vậy mà cái cây này có đặc điểm này, công dụng và cách chăm sóc như thế nào này, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cái clip này để giải đáp thắc mắc nha mọi người. Về đặc điểm hình thái của cây hạt dưa ấy, thì cây hạt dưa là một trong những loài cây tiểu cảnh được ưa chuộng nhất hiện nay và rất là được các gia đình mua về để treo ban công và các quán cà phê. Còn chúng tuy không quá nổi bật nhưng lại mang một vẻ đẹp rất là nhẹ nhàng. Sau đây là những cái đặc điểm nhận dạng của loại cây đặc biệt này, đó là về thân ấy, thì cây hạt dưa thuộc loại thân rũ lá của những cái dây leo nó rủ xuống, có thể dài và rất là đẹp, cong và nhỏ nhưng mà khá cứng. Mỗi gốc cây thì sẽ đâm ra một nhánh phụ, từ cành mọc ra những đoạn thân nhỏ và kèm theo nhiều rễ phụ. Chính vì vậy việc trồng cái cây ấy, cảnh quan này vừa dễ nhanh và không hề quá nhiều mất quá nhiều công sức như các loài cây khác. Còn về thân của cây hạt dưa thì nó khá cứng, cái cây tiểu cảnh này có chiều dài trung bình đạt khoảng từ 30 cho đến 50 cm. Độ dài cây sẽ phụ thuộc vào kỹ năng chăm sóc của người trồng và điều kiện của môi trường sống. Nó thì sống quanh năm và sống nhờ bám vào các cây tầm gửi khác. Về lá của nó, cây này lá của cây này rất là đặc biệt, nó có một cái màu xanh nhạt như giống màu xanh min và kết hợp với cái viền trắng, và nó có hình giống cái hạt dưa, nhìn rất là đẹp, có hình bầu dục, nhìn là có hình bầu dục. Nếu nhìn xa thì nó y hệt như hạt dưa khổng lồ, nhưng bù lại thì loại cây cảnh này lại sở hữu những cái cành lá nhỏ mọc tua tủa quanh thân, xanh mướt, khá bắt mắt nên là chiếm được nhiều cảm tình của người yêu cây. Về công dụng của loài cây hạt dưa này thì chị ấy sẽ giới thiệu thêm. Đây mọi người ơi, mọi người đã biết đến cái cây này chưa? Nhìn rất là đẹp đúng không? Thì mình sẽ nói về cái công dụng của cây hạt dưa này. Thì cái hạt dưa này đã xuất hiện lâu đời ở Việt Nam rồi, và càng được nhiều người yêu thích cái bởi vì những cái lợi ích mà nó mang lại. Thứ nhất là về trang trí nhá. Thì nếu mà bạn đang tìm một loại cây mà có thể trang trí tô điểm thêm cho căn nhà của mình thêm sinh động hơn thì nhất định không thể bỏ qua cây hạt dưa này. Bạn có thể trồng cây hạt dưa này ở ban công, cửa sổ, bàn làm việc tại nhà của mình và mọi mọi chỗ mọi mọi khu khu vực trong nhà cũng có thể nó sẽ hiệu quả cho cái phần trang trí nhà ở của mình á. Đều rất là phù hợp nha mọi người. Ngoài ra thì vì có khả năng là thích nghi tốt với mọi điều kiện thời tiết nên là cái loại cây này nó khá là phù hợp để có thể để ở trong khách sạn này, nhà hàng hay là quán cà phê. Và rất là nhiều các chủ quán lựa chọn để trồng cây hạt dưa này như cái nhỉ. Cái hạt dưa này treo chậu như thế này, để trong chậu và treo như thế này thì nó ở vị trí cao nhất và giúp cho cái không gian của mình đơn điệu sẽ trở nên xanh mát hơn đó, và nó thu hút hơn. Về ý nghĩa phong thủy thì ngoài cái mục đích là trồng để trang trí thì cái hạt dưa này nó còn có ý nghĩa phong thủy cực to lớn nếu mà mình mà thuộc mệnh mộc nữa. Và mệnh hỏa thì nó là một loài cây mà có thể sẽ thu hút được tài lộc và đem lại may mắn và cát tường cho gia chủ của mình đó. Về cách trồng của cây hạt dưa này á, thì loại cây cảnh này thì rất là dễ trồng, có thể trồng bằng hai phương pháp tách bụi và có thể dâm cành nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thể hướng dẫn trồng theo các phương pháp cụ thể mà bạn chúng ta ai cũng có thể làm được, nó rất là dễ. Thứ nhất là về phương pháp
Tách bụi thì có thể tách khá là đơn giản, tuy nhiên nếu mà muốn thành công thì cần phải tuân thủ các cái hướng dẫn mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn nhé. Thì thứ nhất là về về chuẩn bị sẵn đất và chậu. Vì cái đất là cái phần mà rất là quan trọng, cần phải dùng cái đất mà tơi xốp này, có khả năng hút nước và thoát ẩm tốt. Và chúng ta còn phải chọn cây nào khỏe thì mới có thể trồng được nhé. Kế tiếp thì chúng ta sẽ chọn cây con để ra khỏi thân mẹ và trồng xuống đất như bình thường. Chú ý thao tác hoặc là yêu cầu bạn có thể khéo léo và từ từ tránh khỏi cây nó bị đứt hoặc là gãy rễ. Trồng xong thì chúng ta tưới nước để cho đảm bảo cái việc là cây nó có thể có đủ độ ẩm cho cây nhé và phát triển tốt hơn. Và cây này chỉ cần tưới một ngày hai lần, buổi sáng và buổi tối. Đó, trồng vào mùa mưa thì giảm bớt là một ngày một lần thôi nhé. Thứ hai là về phương pháp giam cành thì chúng ta có thể trồng theo phương pháp giam cành và nghiêm túc thực hiện nó theo đúng cái chỉ dẫn. Và đất này, đất thì bạn sẽ chuẩn bị cái đất mà có thể giống như trên nói là đất nó tơi xốp này và có thể thoát ẩm hút nước tốt. Ưu tiên để chọn cái cây nào mà già ấy, thì rễ càng nhiều càng tốt nhá. Tiếp theo thì bạn cần phải để cho giống cây nằm ngang rồi lấy đất lấp lên. Chú ý là để lấp, để trồng được cái cây này thì chúng ta lấp đất qua mép trên của thân cây là được rồi, không cần phải lấp đầy quá. Đó. Về chăm sóc của cây hạt dưa. Chăm sóc của cây này thì nó tuy là giống cây có sự sinh tồn mạnh nhưng mà nếu muốn nó phát triển và tươi tốt quanh năm thì cần phải ghi nhớ về các cái ánh sáng, nước tưới và đất trồng. Thì về ánh sáng ấy thì cây hạt dưa là loại cây neo có khả năng thích nghi được với hầu hết môi trường, kể cả là nơi không có ánh sáng hoặc là rất ít ánh sáng. Bên cạnh đó thì cây tiểu cảnh này còn thuộc dạng cây chịu bóng bán phần, do đó mà cây tiếp xúc với ánh chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng nhẹ để cây quang hợp. Còn tuy nhiên người trồng cần chú ý cho cây tiếp xúc với ánh sáng sớm hơn 9 giờ hoặc là chiều muộn sau 4 giờ là tốt nhất. Cây hạt dưa này để ngoài nắng cắt quá sẽ khiến cho lá bị cháy, dễ cây sẽ bị khô, nếu không cứu chữa kịp thời thì cây sẽ chết hoặc là có khả năng rất là lớn. Về tưới nước ấy thì tiếp theo là tới nhiệm vụ tưới nước. Tưới nước cho cây hạt dưa thì không khó nhưng lại đòi hỏi phải có những cái điểm lưu ý, và đó là vào mùa khô ấy thì cây cần tưới nước cho tới 1 đến 2 lần, tới ngày mùa mưa thì giảm lượng nước xuống là khoảng 2 ngày một lần. Còn khi tưới nước thì nên dùng các cái bình phun xương nhẹ lên bề mặt của lá với tốc độ nhẹ nhàng nhất có thể để cho đất có độ ẩm vừa phải. Còn về trường hợp bạn trồng với quy mô lớn thì việc đầu tư hệ thống tưới tự động là một lựa chọn rất là sáng suốt. Còn về phân bón ấy thì cây hạt dưa cũng như bất kỳ giống cây nào khác thì nó cũng cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thì mới có thể sinh trưởng tươi tốt và đẹp được. Còn cái cây tiểu cảnh này thì cũng không quá kén chọn nên bạn chỉ cần lựa chọn loại phân hiện có trên thị trường để bổ sung, như các loại phân NPK, đạm và phân lân. Tiếp đó là hàng tháng người trồng cũng không nên quên nhiệm vụ về việc cải tạo đất của cây này, nên cải tạo đất bằng cách bón phân vi sinh, phân hữu cơ, các loại chùn quế. Thế thì có như vậy mới có thể đảm bảo được cây có điều kiện phát triển tốt nhất. Cắt tỉa ấy, thì ngoài ánh sáng, tưới nước, bón phân trong khi chăm sóc cây hạt dưa ra thì cũng không quên lơ là việc cắt tỉa. Đặc biệt nhất là khi cây bị lá vàng này úa héo thì cần cắt bỏ và để tránh lây lan ra các cái lá khác để cây có thể sinh trưởng một cách tốt nhất. Thì cắt tỉa thường xuyên không chỉ kích thích cây mọc thêm cành mà còn ngăn ngừa sâu bệnh hữu hiệu. Trên đây là toàn bộ tất cả các đặc điểm và công dụng của cách trồng và kỹ thuật chăm sóc về cây hạt dưa. Thì nếu bạn muốn tìm một cây mà
giúp cho tổ ấm ngôi nhà hay không gian làm việc của mình thêm xanh, anh mát và hút lộc, thì cây hạt dưa này là một lựa chọn đúng đắn để mọi người có thể lựa chọn và đem về nhà mình. Ừ. Có mọi người có thể đến showroom cây đời vì cây này ở shop em đang rất là nhiều và rất là đẹp. Tại địa chỉ mà em để ở góc trái màn hình, có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là đến trực tiếp shop để có thể biết thêm. Thì giá của cây này thì cũng không có đắt, nó dao động từ khoảng 100 cho đến 150 tùy vào kích thước và cái phần chậu mà trồng cây. Nào mọi người ơi, rất đẹp nhá. Nếu mà có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại nhá, hotline số điện thoại mình để trên tường ấy mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.